Đồng Thảo và tiết mục tạp chí truyền hình xin kính chào tái ngộ quý khán thính giả. Ngày hôm nay Đồng Thảo xin mời quý vị theo dõi một bài viết của nhà văn Ngu Yên với tiêu đề Tình bạn lịch xưa. Mỗi ngày 30 tháng 4 là mỗi năm xa hơn ngày đó, năm 1975, thêm một bước nữa xa hơn, đi vào dĩ vãng. Hầu hết những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến trước năm 1975 nay đã vắng mặt. Non nửa thế kỷ rồi còn gì khi không còn ai nữa. Không hiểu những thế hệ trẻ tha hương sẽ nhớ gì. Một thoáng hơi cay. Có khi nào bạn đọc ngồi một mình chợt hát lên bài quốc ca, rồi đứng dậy nghiêm chỉnh chào bức tường. Thằng cháu nhỏ thấy được, cười hi hi. Ông ngoại mát rồi. Trí tưởng tượng của người thật kỳ diệu. Rượu cũng kỳ diệu không kém. Nửa chai vơi đi, lơ mơ, chiến sĩ trở về thời đó. Lạ lùng thay, quá khứ dù kinh hoàng khốn khổ cách mấy, khi nhớ lại, có gì đó đã đổi thay. Tự như một cảm giác đẹp phủ lên như tấm màn mỏng che phía sau một thiếu phụ trẻ đang khóc chồng. Cô có mái tóc màu nâu đậm kiểu Sylvie Vartan phủ xuống che nửa mặt. Nhưng thôi, đừng khóc nữa, chỉ làm đất trời thêm chán nản. Để tôi hát cho em nghe. Ngày đó chúng tôi những người lính rất trẻ. Chiếc xe GMC trần trụi chở một bầy trai non, có dân chơi thành phố tóc bầm sờm, có học sinh mới lớn còn ngớ ngẩn, có sinh viên bị đơn quân dạn dĩ kiểu đàn anh, có dân quê nhập ngũ lúng túng, có kẻ Trung người Tây. Chúng tôi chen lấn ngồi hai hàng đối diện. Xe băng qua thành phố, mọi người sinh hoạt bình thường, không ai lưu tâm những chàng trai trẻ xếp bút nghiên theo việc đao cung. Xa xa sau lưng chợ là nhà tôi. Mẹ giờ này đang chuẩn bị cơm trưa. Bỗng dưng một anh nào đó cất tiếng hát: giờ đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói khoác chiến y rồi. Lập tức cả bọn hùa theo, làm như có tập dượt trước. Ai cũng hăng say, dù thuộc lời hay không. Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiên, dã từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền. Có về là khi nước non vui bình yên. Thật là cảm động. Anh bạn ngồi cạnh tôi, người Huế, cất giọng trọ trẻ, nghe như than thở. Nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi, thương lên khóe mắt, mẹ nhắn đôi lời: diệt thù lập công cho xứng tài trai, sắt son ghi lòng chớ phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, con đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyền khắc trong tim. Vừa anh lật lên khóc giữa lúc mọi người đang hồ hởi, khiến chúng tôi lặng thinh thông cảm. Chỉ còn nghe tiếng máy xe rú và bánh xe ầm ầm nhồi ổ gà. Trong lúc có vẻ thành tâm, một anh dân chơi phá lên. Có đứa phát cười, có đứa cau có: bạn ơi quan hà xin cạn chén đi thôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi. Một giọng khác lớn hơn chiếm lại ưu thế. Vài người hùa vào: bạn ơi khi nào ai hỏi đến tên tôi. Đời tôi lính chiến cánh chim tung trời, ngày nào khi đất nước hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau. Tôi bắt đầu sự nghiệp lính như vậy. Đại đội của chúng tôi gồm có 110 đứa, ra trường vào mùa hè đỏ lửa 1972. Một năm sau kêu gọi hẹn hò gặp lại nhau chỉ còn một nửa. Năm đó bạn tôi chuẩn ý thủy quân lục chiến tham gia trận đánh chiếm lại cổ thành Quảng Trị.
và anh đã lên lon cố thiếu ý. Bạn tôi hát rất hay, nhưng đêm nghỉ học ở công trường, anh ôm đàn thùng, mơ màng những lời truyền cảm, đúng tâm sự. Cả bọn ngồi nghe, mệt mờ, say sóng. Những ngày xưa thân ái, anh gửi lại cho ai? Gió mùa xuân êm đưa, sông Hàn cau lưa thưa. Anh cùng tôi bước nhỏ, áo quần, nhăn giấc ngủ, đi tìm chim sáo nở. Ôi bây giờ anh còn nhớ, những ngày xưa thân ái, anh gửi lại cho ai? Thời gian qua mau, tìm anh nơi đâu? Tôi về qua xóm nhỏ, con đò nay đã già, nghe tin anh gục ngã. Dừng chân quán năm xưa, uống nước dừa hay nước mắt quê hương. Những đường xưa phố cũ, ôi nỡ đành quên sao. Xin gọi lại tên anh, để trời sao long lanh. Anh giờ yên giấc ngủ, tôi nằm nghe súng nổ, như lời anh nhắc nhở. Ôi căm hờn dâng ngập lối. Những ngày xưa thân ái, xin buộc vào tương lai. Anh còn gì cho tôi còn gì cho em? Chỉ còn tay súng nhỏ, đỡ vùng sâu giết thù. Những ngày xưa thân ái, xin gửi lại cho em. Anh có một người yêu xinh xắn, chúng tôi xem được hình, không biết rồi anh sẽ gửi cho ai. Tôi rời quân đội sớm, trở về trường luật để tiếp tục chuẩn bị ra trường. Hôm chia tay với các bạn trong đại đội, người thiếu phụ đó lại khóc lên, thật mũi lòng. Tôi vẫn nhớ mãi anh chàng nhỏ nhắn cùng tiểu đội, da trắng và ẻo ẻo như con gái. Khi tôi làm trưởng ban văn nghệ, thực hiện lễ ra trường gắn alpha, tôi bắt anh giả gái, đội tóc giả màu nâu đậm, kiểu Sylvie Vartan, mặc áo đầm, múa vũ khúc ác quỷ và giai nhân, thật là đẹp, thật là vui. Thật khó hiểu khi bắt anh mang cái nịt vú của chị tôi rồi xoay mấy vòng, trông anh như một vũ nữ. Một năm sau, cô vũ nữ đã theo chồng sang bên kia thế giới trong trận chiến ở Bình Long. Chai rượu đã gần cạn, một mình uống rất dễ say, nhưng tôi chưa say vì bận rộn nhớ lại những bài nhạc, một lịch sử nghệ thuật vừa hiện thực vừa lãng mạn, có lẽ chỉ có trong một đất nước chiến tranh dai dẳng với những tâm hồn đa cảm. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương, khoác áo đời trai đi ngựa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dấn thân ngoài súng đạn xa trường. Tức cười nhất là những ca từ mang ẩn ý thấm nhuần hành vi tuổi trẻ và của lính về thành phố, chớp nhoáng thăm người yêu. Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây. Ở đây đêm vắng thưa người, còn ta với trời. Sợ khi người đi dễ thương để nhớ, tiếng yêu đương ai nỡ chối từ. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bẫy nhân gian. Một trong số bài hát mà hầu hết những người lính đều ưa thích, dù không biết hát cũng lầm bầm vài câu, diễn tả nỗi say mê thắm thiết. Cửa tâm tư là mắt, nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lận mất. Vừa văn vẻ, vừa cảm động, vừa đúng chắc, không thể nào nói hay hơn. Rồi cái cảnh tưởng tượng vụng về ngôn ngữ tình, làm bằng dấu đôi tay. Nhạc sĩ Trúc Phương thật là lão luyện tâm lý. Vì sau 30 tháng 4 họ phải làm gì với thân phận đó? Lấy chồng khác hay ở vậy nuôi con? Khốn khổ nói sao cho hết lời, cay đắng kể sao cho ai hiểu. Đập chữ vỡ ra có thấy máu chăng? Đời của mỗi người ai cũng có một số điều may mắn. Một trong những may mắn mà tôi ghi khắc trong trí nhớ, đó là lần gặp lại những người bạn thân từ thời trung học. Thi tú tài xong, mỗi đứa mỗi nơi, mỗi binh chủng, mỗi vùng chiến tuyến,
Vậy mà may mắn thay, bốn anh bạn này đi phép trở về thành phố Nha Trang thăm nhà, có được 2 ngày trùng lập với nhau. Chúng tôi hẹn ở một quán cà phê nhỏ vắng vẻ. Sau 8 giờ chỉ còn chúng tôi uống bia và làm nhiều chuyện ngớ ngẩn, trẻ thơ, rồi ca hát say mềm. Sáng hôm sau chia xa trở về đơn vị, tôi ở lại thành phố. Điều may mắn đó có thể là không may mắn. Mỗi khi nhớ lại, không biết gọi nó là gì, ngôn ngữ thiếu hụt, đành gọi là may mắn. Tôi lại gặp anh, người trai nơi chiến tuyến, súng trên vai, bước lê qua đường phố. Tôi lại gặp anh, giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ. Ngón đàn bô lô của Sơn vẫn ngọt lịm như ngày nào. Giọng hát của Phương giờ đây thêm nhiều nhựa thuốc lá và thanh quảng mòn mãi rượu đế. Khi chúng tôi mang đàn vào quán, cô Thu Ngân đã chú ý những anh lính này. Chắc cô đã quen lính chán nhậu nhạt, có hung thần, có ma quỷ, có thư sinh, có nghệ sĩ, và cô phải chịu đựng những gì xảy ra, kể cả việc súng nổ, chai bay, miếng cơm manh áo. Có đáng hay không? Không có câu trả lời chính xác, vì không thể làm gì khác hơn. Nhưng đêm nay, cô Thu Ngân tên Phương Hạnh, ánh mắt trẻ mà ngầm buồn, mái tóc nâu đậm kiểu Sylvie Vartan đã nghiêng nghiêng dưới ánh đèn mờ, rất ấn tượng. Nhưng chúng tôi bận hát, bận sống cho hết đêm. Mới đầu thỉnh thoảng Hạnh liếc nhìn về hướng bàn của bốn anh lính và một anh dân sự chìm sâu trong góc tối, rồi quay đi sợ họ trông thấy, mặc dù lại vẫn lắng nghe. Một lát sau, khi quán không còn ai, chỉ còn vỏ chai bia và lính, Hạnh đã dạn dĩ chống tay lưng cầm ngồi thưởng thức tiếng hát của anh thiếu úy rằn ri nhưng đẹp trai với hàng lông mày rậm. Đêm càng tối, lòng càng bay bổng một cách nặng nề, không có tâm sự nào rõ ràng, chỉ cảm thấy xúc động với đời, với người, với bạn, kể cả với Hạnh. Giờ này không còn là chủ quán, cô đã trở thành một em gái nhỏ hậu phương, đang chia sẻ với các anh lính từ tiền đồn về phố. Dường như 6 người chúng tôi đang cảm buồn về những điều gì xa xăm, gần giống thôi, nhưng không hẳn là niềm chia tay. Cõi chết chỉ là một cảm nhận, một thứ gì mơ hồ bao quanh rồi tràn ngập cả quán. Tất cả những đèn trên tường, trên bàn đã tối, giờ còn tối thêm. Hùng có lẽ đã say mê, không phải Hạnh, chỉ một người nữ cần thiết xuất hiện thoáng qua, đậm đà cảm xúc cho anh lính biệt động đang la đà trong câu hát. Và Phương đó em ơi, có gì vui xin biên thư về cho anh, nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng. Thương em, anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng, tỉnh lẻ đêm buồn. Đời người dễ được mấy khi sống trọn vẹn, buông thả. Chúng tôi không còn nhớ thời gian, Hạnh cũng quen đóng cửa. Anh sống đời trai giữa núi đồi, tôi viết bài ca xây đời mới. Bờ tre quê hương, cây súng anh gìn giữ, tôi hát vang giữa đời để người vui. Thôi mình chia tay, cầu mong anh chiến thắng, ánh trăng khuya sắp tàn trên hè phố. Thôi mình chia tay, dù mai đây có về, quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ, nỗi buồn vui biệt ly chưa xóa mờ, súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó. Đột nhiên tiếng còi dưới nghiêm hú lên, một tiếng hú không đúng lúc, phá vỡ một thế giới tình tự lãng mạn. Hạnh trở về với cô chủ quán, chúng tôi trở về với chiến tranh. Cảm ơn Hạnh, chỉ có Hùng nói như vậy.
năm đứa tôi đi ra đầu đường. Tôi và Thành về chung một hướng, ba người kia mỗi người mỗi nhà. Đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Chia xa, mỗi người trở về đơn vị của mình. Tôi ở lại thành phố và vĩnh viễn không còn trông thấy nhau nữa.
Vâng, thưa quý vị, đó là Tình bạn lính xưa, một bài viết của tác giả Ngô Yên, Đồng Thảo vừa gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị và Đồng Thảo hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục tạp chí truyền hình lần tới.